chào quý khán giả đến với phần 85 chương trình Việt Nam quê hương tôi. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này, Phương sẽ giới thiệu đến quý vị diễn biến nước Việt dưới sự trị vì của vua Minh Mạng. Kính thưa quý khán giả, sau khi vua cha Gia Long qua đời, vào tháng Giêng năm Canh Thìn 1820, Nguyễn Phúc Đảm lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Minh Mạng. Bây giờ ông đã 30 tuổi nên rất am hiểu việc triều chính. Minh Mạng được xem là một vị vua siêng năng, luôn thức khuya dậy sớm để xem xét công việc. Sau khi lên ngôi, Minh Mạng đã xin triều đình Thanh cho phép đổi quốc hiệu Việt Nam thành Đại Nam, ngụ ý một nước Nam rộng lớn. Tuy nhiên, triều đình Mãn Thanh không chính thức chấp thuận. Đến ngày 15 tháng 2 năm 1839, nhận thấy Mãn Thanh suy yếu, Minh Mạng đã chính thức công bố quốc hiệu Đại Nam. Quốc hiệu này tồn tại đến năm 1945. Trong triều, Minh Mạng chú trọng cả tài, đức và đặc biệt học vấn trong việc dùng người. Ông cho rằng người không học thì không rõ pháp luật, lỡ khi sự đáng sai thì sẽ làm hại dân. Mà việc dùng người chủ yếu muốn yên dân, mà muốn yên dân thì quan phủ không được làm phiền nhiễu dân. Ngoài ra, ông còn cấp tiền dưỡng liêm để tránh sự tham nhũng của quan lại. Từ cuối năm 1831, Minh Mạng cho bỏ các dinh, trấn mà thành lập các tỉnh. Và đến năm 1832 thì cả nước có 3 miền gồm Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và 31 tỉnh. Minh Mạng rất quan tâm đến mặt quân sự. Nhiều lần, ông thân hành ra thao trường để chứng kiến việc luyện tập của quân đội. Ông lấy phương Tây làm kiểu mẫu cho việc tổ chức quân đội, hướng tới việc quân chủ yếu tinh nhuệ, không cần đông. Theo Việt Nam sử lược, quân đội thời Minh Mạng gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh và pháo thủ binh. Bộ binh gồm kinh binh và cơ binh. Kinh binh thì được chia làm doanh, vệ đội, đóng ở kinh thành hoặc đóng ở các tỉnh. Vua Minh Mạng còn cho lập đồn ải ở những nơi hiểm yếu trong nước, còn ngoài biển thì lập pháo đài. Ông rất chú trọng đến thủy quân, các vùng hải đảo đều được đánh mốc giúp cho sự lưu thông dễ dàng. Thủy quân bây giờ có 15 vệ, chia làm 3 doanh do quan đô thống cai quản. Về văn hóa, bản thân vua Minh Mạng cũng là một học giả, đã từng làm thơ, soạn sách văn học, khuyến khích biên soạn các loại sách sử. Nhiều người soạn sách mới, dân sách cũ đều được nhà vua ban thưởng và khuyến khích. Các bộ sách quý như Gia Định Thành Thông Chí, Lịch Triều Hứng Chương Loại Chí đều ra đời dưới thời Minh Mạng. Và năm 1821, Minh Mạng thành lập Quốc Tử Giám ở kinh thành Huế. Sau đó vào năm 1826, ông chính thức thành lập nhà hát tuồng quốc gia trong đại nội, được gọi là Duyệt Thị Đường. Đến năm 1832, ông hoàn tất việc xây dựng kinh thành Huế theo kiến trúc của phương Tây kết hợp với kiến trúc thành quách của phương Đông. Tiếp đến, vào năm Kỷ Hợi 1839, vua Minh Mạng ban hành các loại thước mộc, thước may, thước đo ruộng để cả ba miền đều thống nhất. 4 là người tinh thông nho học, sùng đạo Khổng Mạnh, vua Minh Mạng rất quan tâm đến nền khoa cử, học vấn. Vua còn đặt ra lệ rằng ai được thăng quan, bổ nhiệm đều phải lên kinh gặp vua trước khi nhậm chức. Đây là cơ sở để nhà vua kiểm tra mức độ, năng lực và khuyên bảo điều hay lẽ phải, cốt sao cho lợi ích nước nhà. Đặc biệt vào năm 1836, ông cho thành lập tứ dịch quán để dạy ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Xiêm. Dưới thời Minh Mạng, việc khẩn hoang rất được khuyến khích. Nhà vua cho quan lại mộ dân lập ấp ở những ấp mới trong Nam cũng như ngoài Bắc, khiến cho việc phân phối ruộng đất được hợp lý. Ngoài ra, ông còn hoàn chỉnh hệ thống đê điều ở Bắc Bộ, đặt quan khuyến nông, khai hoang ven biển Bắc Bộ, lập các huyện Kim Sơn và Tiền Hải. Ở Nam Bộ, công cuộc khai hoang và thủy lợi cũng được đẩy mạnh. Vào năm 1832, vua Minh Mạng khai mở ngành tơ tằm Đại Nam. Ông còn ban dụ cho lập nhà dưỡng tế ở các tỉnh để giúp đỡ người tàn tật, nghèo khổ, già cả hoặc không nơi nương tựa. Quý vị vừa theo dõi diễn biến nước Việt dưới sự trị vì của vua Minh Mạng. Trong chương trình tiếp theo, Phan sẽ gửi đến quý vị những cuộc nổi dậy của nhân dân cũng như chính sách đối ngoại của vua Minh Mạng. Mong quý vị cùng góp ý với chương trình để có thêm nhiều tài liệu lịch sử chính xác về dân tộc mình.
Mọi đóng góp xin gửi về vietweb@org. Phương Anh xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong phóng sự kỳ tới.